Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Phan Nguyễn Vlog. Thì hôm nay bọn mình sẽ đi câu cá trên sông Tiên nè các bạn. Giờ chúng ta đang bọn này đang móc ngồi này. Nôn quay mặt lên nha, chào cái nôn. Rồi còn bên kia là Quất kìa, Quất đang câu cá Chân là đó. Được danh là Quất Ngáo nên là năm khùng. ngáo. Còn đây là mái cần cao này các bạn, cái cần mà cần dài nhất á, cái cần đó là 100 cây đó các bạn. Còn cần cái cần hai cần này thì mỗi cần là 50 cây, còn thêm một cái cần nhỏ nữa. À, cái mũ được con cá là các bạn kìa. Anh Quốc đã cao được một con cá. Quay qua luôn á, để quay lại sẵn cá luôn này. Đó các bạn này. Cá chọc ra các bạn. Đó, đó. Thêm một con. À, xíu nữa gần được rồi. Còn đây là cảnh. Mày. Nuôi mà nãy thì chưa được con này. Do anh chui thôi. Anh chui thôi. Ui, ngồi trong chỗ kia. À, mất được một con nữa. Con này là cá rô phi rồi. Hai bên này nước đục à, chắc có nhiều cá lắm các bạn. Đó, chuẩn bị có một con đang ăn kìa. Giật đi. Ui. Thái tưởng đâu to rồi. Nó kéo kinh luôn mà. Con này thì nhỏ nhất. Đồ con đó mày. Nó đất ngoài này. Mát rồi. Thành đi. Vừa bị có cái ca diễn thôi kìa. Này chắc chí có lớn ngày ngày. Tiếp tục nha. Ôi. Mấy con, cả mấy con, quốc hai con. Quốc đang nhận đạo. Đúng
nhớ nãy cao rồi đi, nhớ có mà có tàu là một tài nữa. Đi đi. Hai lần luôn chứ bộ. Từ từ mấy con lớn đâu nữa ngồi kia chứ bộ. Rất luôn vô bụi, vô bụi rồi. Như khách ăn đây nè. Chí xì á. Hồ gấp mình tương hết các bạn. Like rồi, đăng ký rồi, chia sẻ rồi có kiểu rồi. Mỏi tay chưa? Qua xí nữa đưa cho anh ông coi. Mỏi tay chưa? Hôm qua người ta đi cao rồi, đến cái mà mua cái gỡ ở đây để nó để đắp lên tận quai còn cái là quai nó lao quai cả xung quanh. Ui kiếm quá con mất rồi, con hoàn tình đó nhá mày, cậu tham muốn mua đó. Theo bữa nay là có con người làm tình quay. Đây, ừ, tình này kiến nhiều kinh. Đó, được rồi đó. Thêm một con nữa đây. Còn có nhỏ không? Có tàu không? Ngày nắng chưa vui. Quốc cần được cỡ rồi nè. Khi mà đề con là đề con nữa là bóp đĩa con nghe quá. Rồi, dừng đi bước, dừng đi.
Xài đó, xài đó, xài đó, xài ta đó. Có định có đâu bà. Ông Quốc này. Hay. Của thanh niên Quốc Đông An. Của thanh niên Quốc Đông An. Chơi trả là thêm một địa điểm mới nữa đây. Qua đi luôn. Ăn kìa, ăn kìa. Ủa, màu mè dữ. Còn cái ảnh là cái phá nhất là cái mà tôi một con người ta em mai á, là không có lồn được, nó đã lái nhiều giải ghét cô không phải được đi mà ma lái cho ma một cái gì đó là không đi nhập được cái nước chứ nếu mà không là giờ là chẳng coi được mà đi. Chú cầu cảnh. Tiếp tục cuộc hành trình. Con farm đã cao được cũng có mấy tí tẹo. Farm phù sụp phù. Nó vừa rút trong to ra rồi. À, một cái này. Một cái đây nữa. Có này bò ngào mới chứ. Cái này ra thì có đỉnh. Đúng rồi. Chị sao mà biết đâu. Đặt ăn thuộc cần luôn. Cái nhà đừng luôn. Anh cao cũng có chứ xí mà anh đứt tàn lâu quá. Chỗ ông đỏ đó nè. Lòng biến cười luôn. Biến cười tại ai luôn. Hả? Lòng biến cười tại ai luôn. Biến cười là chỉ dùng giá mát cái hồ. Giá còn cố vô nè. Khó 1 triệu bơn chứ má. Mua được 1.000 chục đai 4.000 giờ. Vậy 4.000 giờ. Khó rồi giờ con vô. Đó. Phô ông Quốc nó vẫn ké là chắc nó lút luôn. Trời là anh thấy chúng cũng gần lút rồi đó. Bữa nãy có nhiều mà cái phô cái phô kia mà mua hết rồi.
Tối vô à? Quân quốc đang giết giờ cái chi vậy mày? Wow, hết mưa rồi. Lấy con lấy nó đó, giờ mình hót máu ngang lị nha. Tiếp luôn đi. Cảm ơn chia tay lâu rồi. Tiếp 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 ngon lên. Lê show tâm trọng vô, lê lê show và nô một quốc tâm trọng vô buồn xuống mặt buồn vô diễn diễn đi diễn đi. Bóng bay bóng nhưng tất là cao bóng chay cười cười ra đấy, nhảy 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 đi tân 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 tân. Được, ta không được nào nữa. À, có đang ăn kìa. Qua lên chim rồi cả cả giống. Ừ, cái đồng bình đây. Cái tay giống như ca đó. Cái nó gọi là cái đồng bình quá. Được, nó đang giới thiệu về cái đồng bình. Tiếng nó. Ngọt vô duyên của quốc đại. Tiếp 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 tiếp. Ông mê lắc a lắc a lắc a lắc a lắc a. Có quanh trời cao có lắc. Cục xì lâu ông mê lắc. Cục xì lâu ông mê lắc. Cục xì lâu. Đồ đêm mỏng. Đi đây đi đây. Cục xì lâu là đôi mông lắc. Đi. Ôi. Đây đâu? Cái nôm lá
đó nhọt đó luôn, lát đi luôn. Cào mớ lung. Đấy chưa? Đấy chưa? Cán con chuồn luôn. Cùng gọi là ướt tùng chứ nghe đó cùng. Ừ, ghé ghé cho nó đi tắm sông luôn này. 18 đi mày, gãy tôi chết. Thì cái đó ghé ghé cho nó tắm sông luôn á. Cái nào tuần sau về video tắm sông. Thì cái đó tuần sau video tắm sông. 18 này đặt bài vậy. Ngon ngờ của thân của nó. Thôi video của mình đến đây là kết thúc. Buổi câu cá hôm nay các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ cho bọn mình để có nhiều video mới hơn và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem với. Xin chào tất cả các bạn.